Chợ Cầu Ly các bạn, chợ Cầu Ly hiện tại thì bây giờ là mọi người đang xuống xem trâu. Đấy, chợ trâu ở Cầu Ly nhá. Ở đây thì Tây Bắc phát hiện ra có một con trâu khá là đẹp, béo, đang buộc ở cột điện này. Con này thì theo như mọi người đang chia sẻ thì con này nó rơi vào tầm 46 đến 47 triệu các bạn. Đấy, một con trâu rất là béo đang buộc ở đây. Đấy, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh trên kênh Tây Bắc các bạn. Đấy. Những con trâu đang được tắm bùn bởi vì là ngày hôm nay do là thời tiết nó nắng các bạn nên là trâu tắm bùn cho nó mát. Và bây giờ thì mời các bạn xuống dưới chợ để xem những con trâu con bò ở trên chợ phiên nhé các bạn nhé. Đấy, còn ở trên này thì là khu vực người ta bán ẩm thực, quần áo. Nhưng mà dưới này thì dưới chợ trâu. Đấy, chủ đề của chúng ta là chủ đề chợ trâu. Nên là chúng ta chỉ quan tâm đến trâu bò thôi các bạn. Đấy, xem như thế nào này. Xem mọi người giao dịch như thế nào. Và có cái gì hay ho, chúng ta sẽ ghi lại hình ảnh để gửi tới quý vị các bạn. Một con trâu đực. Con này ở live stream thì Tây Bắc cũng có quay rồi. Bây giờ thì quay lại cho các bạn nào mà xem chưa xem live stream trực tiếp thì chúng ta sẽ xem lại ở video này. Đấy, một em trâu đực. Đấy, vai dày cổ u. Khá là đẹp chắc chắn các bạn, ngoại hình cân đối, đẹp trâu, béo. Đấy. Lông khỏe, đen cứng. Rất là khỏe nha các bạn nhé. Đấy, làm trâu thương phẩm thì cực kỳ tuyệt vời, hoặc là dòng trâu kéo. Các bạn nhìn xem chắc chắn không? Quá đẹp nhỉ các bạn nhỉ, một con trâu khá là ưng. Và người ngoài kia người ta đang xem cặp trâu trắng nữa các bạn. Mình đang rất là tò mò. Nhưng mà cố gắng một phút nữa để quay chia sẻ cho mọi người con trâu này. Con này béo nha các bạn nhỉ. Đấy, con này cổ nó lên kìa. Thì thôi rồi. Và kết hợp với bộ lông nữa thì nhìn con trâu nó khá là chắc chắn, nó khỏe các bạn. Đấy, béo. Nói chung là con này ngoại hình đẹp nhé các bạn nhé. Và giá dao động nó bây giờ đang khoảng là 45-46 triệu các bạn. Đẹp chưa? Tuyệt vời các bạn, một con trâu tầm trung to. Con này nó rơi vào bao nhiêu tạ nhỉ? 6 6 8 4 8. Con này chắc phải tầm 6 tạ đấy các bạn. Đấy, khá là to. Trông nó nhỏ này nhưng mà nó chắc thịt lặng cân các bạn. Đấy. Nó rơi vào tầm 6 tạ. Đây, chúng ta sẽ sang con này đang rất là gay cấn ở chợ này các bạn này. Người ta đang xem cặp trâu này. Hình như là người ta vừa đến mua cặp trâu trắng này các bạn này. Không biết là con trắng hay con đen bên kia. Chắc là con trắng thôi các bạn. Không biết là bao nhiêu tiền, hai mấy. Kìa, người ta đang giao dịch các bạn. Nói chung là về giá cả trâu bây giờ thì nó cũng ở tầm trung thôi, 65 đến trên 70 một tí các bạn. Giá hơi tại chợ, giá hơi dòng trâu thịt. Còn dòng trâu trọi thì giá chắc phải 80 đến 90, có khi đến 100 các bạn. Trâu trọi thì bao giờ nó cũng đẹp, nó có giá cái riêng, giá khác cao nhất so với các dòng trâu ở đây. Bên cạnh đó thì trâu giống, trâu xuất sắc, trâu cực đẹp, trâu siêu phẩm ấy thì nó khác với giá những con trâu cùng lứa tuổi. Đấy, lệch nhau khoảng gần 10 triệu hoặc là 5-6 triệu đấy. Đấy, ví dụ một con nghe giống đẹp với so với một con nghe giống bình thường thì nó lệch nhau khoảng 5-6 triệu. Đấy. Bây giờ là trâu thì bắt đầu vãn rồi. Bởi vì là người ta cũng mua, người ta cho lên xe rồi. Đây là những con trâu còn sót lại ở chợ đây. Và khách du lịch này các bạn này. Khách du lịch người ta đi trải nghiệm, đi chợ phiên. Đấy, đi rất là nhiều để ngắm cảnh, trải nghiệm. Đấy. Hôm nay là hôm thứ ba. Đấy, chợ phiên diễn ra vào sáng thứ ba hàng tuần nhé các bạn nhé. Đấy. Mình thấy ở trên tay khách du lịch, cái đặc điểm nổi bật là tay người nào cũng cầm một cái máy ảnh hoặc là một cái điện thoại, người ta luôn sẵn sàng
để chụp những được chụp được những cái tấm hình nổi trội nhất, đặc sắc nhất, gây ấn tượng đối với người ta. Đấy, đây các bạn là không. Rồi, chúng ta sẽ đi ra khu vực đường này nhé. Ở video này thì về buổi trưa rồi. Đấy, Tây Bắc cũng không giới thiệu về, hỏi về giá cả trâu nhiều, mà chủ yếu là đi quay cho bạn xem những con trâu còn sót lại thôi. Còn giá cả thì nó vẫn thế thôi các bạn nhé, không có gì biến động nhiều. Đấy, không có gì thay đổi lớn. Cái thay đổi lớn ở đây là thay đổi về cái số lượng của con trâu ở trên chợ phiên thôi, chứ không phải là thay đổi về giá cả. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm, đây là cái vũng này, ở đây có vũng bùn này các bạn ơi. Đấy, rất là bẩn, ngày hôm qua nó mưa, hôm nay trâu đi nên nó đầm thành vũng. Đấy, mấy con trâu tắm bùn này. Cái này cày cấy được luôn này các bạn, đây vũng này chắc là cấy được luôn này. Lắng thật. Anh đang xem con này anh. Họ báo bao nhiêu đây anh? Hai mấy? Ba mấy? Đến ba trâu đực đen tắm bùn. Nó tắm bùn này mình nhìn số lượng cân nó khó các bạn, bởi vì là mình cứ phải là nó sạch sẽ, nhìn nó chuẩn. Con này là con của chị kia. Đấy, con này là người ta đang báo là 33 triệu các bạn. Mình đang dự tính là hai mấy thôi. Chắc là tầm 30 tròn đến 29 đến 30 là tròn, là đẹp quá. Đấy là theo ý kiến cá nhân của mình đấy nhá. Đấy. Nói chung là mình không mua, mình có quyền giả nó thoải mái hơn. Đấy. Chứ không kiểu so đo. Ví dụ mình đi buôn thì chắc chắn là mình sẽ phải xả giả so đo các bạn, bởi vì là nó liên quan đến số tiền, tiền mặt của chúng ta mất, mất từ trong túi. Ở đây có một con trâu trắng này. Đấy. Trâu béo như cỏ, béo như hột mít ấy. Nó lăn tròn như kiểu con hà mã ấy, nói chung là khá là béo. Mỗi tội là con này thấp, không biết giá. Đấy, con này rơi vào tầm 5 tạ, 5,7, 35, 58, 40. Đấy, nó cũng rơi vào tầm 38, 39 triệu các bạn. Đấy, khách du lịch này. Đấy, trên tay người ta cầm cái ô, người ta đi. Đây, khách du lịch này các bạn này, người nước ngoài. Nói chung là người mình gọi là người nước ngoài, người ngoại quốc, người ta đi chơi. Rất là lắng nhé các bạn nhé, ở trên chợ phiên bây giờ cực kỳ là lắng. Hôm qua mới mưa xong, hôm nay đã nó lắng to và nó bốc cái hơi ẩm lên, rất là oi các bạn. Ui, con này con đực này, con này có cả cặp sừng ác nhỉ các bạn nhỉ. Đây. Đấy. Cái dáng vẻ bề ngoài của nó thì trông bình thường thôi, nhưng mà nó nổi trội ở cặp sừng. Con này nó rơi vào tầm 4 tạ các bạn. Đấy. 4 tạ hơi. 47, 28, 48, 32. Và con này chắc phải rơi vào tầm 30, 31 triệu. Ôi, nhưng mà cặp sừng của nó thì khá là ấn tượng. Đây. Đấy các bạn chưa? Đấy, sừng này không biết là có móc đây không, bởi vì là cái độ rộng của nó khá là rộng. Đấy. Đấy, nó thấy con đực bên này là phát nó nghe nghe ngay, gọi đòn các bạn, gọi là kiểu gọi đòn ấy. Chợ phiên nha các bạn nhé. Đấy, chúng ta đang đứng ở khu vực chợ trâu, rất là nhiều trâu bò. Đấy, video này thì Tây Bắc sẽ không hỏi nhiều, bởi vì buổi trưa rồi, người ta hầu như là người ta cũng mệt mỏi đấy, hoặc là không bán được, người ta cũng buồn, nên là mình cũng tế nhị, là mình không hỏi nhiều quá. Ôi, đây có con trâu béo nha. Đấy, trâu mùa này rất là béo nhá, mùa này có cỏ nên trâu béo quá. Còn mùa đông ấy thì thứ nhất là nó rét, ảnh hưởng thời tiết. Đấy, thức ăn không có nhiều nên nó gầy. Đấy, các bạn, mùa trâu thời kỳ này là đẹp nhất đấy các bạn.
Hình như dưới kia này chọi trâu sao kìa. Thấy đông lắm các bạn. Bác xuống làm tí. À đây. Trời nắng mà người ta mang con trâu đi để chọi. Những cái cảnh này thì nó gây phản cảm nên là mình cũng không dám quay nhiều các bạn. Nói chung là mình có quay ở trên kênh Chợ Phiên Tây Bắc, link ở bên dưới. Không biết là các bạn vào trong kênh ấy thì thấy mấy cái link kênh ở dưới mình ghi đấy, dành riêng cho chọi trâu. Mình sẽ không quay ở trên kênh này nên các bạn thông cảm nhé. Vì chọi trâu là một trong những hành hung động vật đấy, nó rất là phản cảm đấy, cho người xem. Và người xem thì có khả năng là thích nhưng mà nó không phù hợp với mảng YouTube mấy. Nên nó ảnh hưởng đến kênh nên mình rất là lo. Nên các bạn vào video đấy ở trên kênh khác của mình các bạn xem nhé. Kênh đấy là dành riêng cho kênh chọi trâu các bạn. Tất cả trâu bò chợ phiên đến hiện tại bây giờ đang còn ế đây. Nói chung là hôm nay thì nhận xét chung là trâu rất là nhiều. Thứ hai là về giá cả thì nó chưa có gì biến đổi nhiều. Và thứ ba là trâu ngày hôm nay thì rất là nhiều trâu chất lượng và nhiều trâu to. Những cái dòng trâu mà 40 đấy, trên 40 một tí, tầm 4-5 trở xuống khá là nhiều. Còn là dâu nó có tư da còn hai răng ở trên bằng nữa. Con này đấy, một em trâu đực béo. Còn là con này có khả năng là có mỡ một tí các bạn, vì mình thấy là có khả năng nó béo mỡ đấy, nhìn trâu lon đấy. Con này khá là to, khá là cao, cổ đang lên các bạn, đang tuổi lớn đấy, vẫn chưa lớn hết cỡ đấy, cái tầm 13 tuổi ấy. Đấy, cái tầm đấy là tầm hoặc là 8-9 tuổi ấy, tầm đấy là lớn hết cỡ rồi. Còn con này thì nó vẫn đang tuổi lớn và nó vẫn béo, cao cao thì có khả năng là hết rồi nhưng mà về độ béo của nó vẫn béo nữa nha các bạn nhé. Béo và nó to hơn một tí nữa. Chợ phiên các bạn, có lẽ là trời bây giờ cũng nắng rồi đấy, một số xe người ta cũng di chuyển về rồi nên là mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn mọi người vào phiên chợ sau nhé các bạn nhé. Chúc quý vị và các bạn xem video luôn vui vẻ. Đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ. Xin tạm biệt.